đại diện bộ dục và đào tạo cho biết năm học tới triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới bộ dục và đào tạo sẽ chủ trì biên soạn một bộ sách giáo khoa sau khi biên soạn thì bộ sách giáo khoa này sẽ được công bố công khai bao gồm phiên bản sách điện tử để giáo viên học sinh sử dụng rộng rãi bình đẳng bộ dục và đào tạo sẽ thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa một môn học có thể có nhiều bộ sách giáo khoa hơn nữa để bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh tránh tình trạng độc quyền khi có nhiều sách giáo khoa thì bộ dục và đào tạo đang xây dựng hướng dẫn việc lựa chọn sách trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng giao quyền lựa chọn cho cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở nguyện vọng của học sinh cha mẹ học sinh và sẽ có chế tài xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục nếu có hành vi vi phạm quyền lựa chọn của học sinh cha mẹ học sinh